Hoàng Linh xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình tủ sách của em. Ngày hôm nay, Hoàng Linh sẽ giới thiệu cho các bạn một uh, một quyển sách, đó là quyển sách Nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan. Thì trong đó có 12 nội dung. Thì mình thích nhất là nội dung việc của mình mình tự làm. Tại vì nó có thể giúp cho mình tự làm tất cả những việc của mình và không cần phải dựa vào ai đó hoặc là nhờ vào ai đó hết cầm các bạn thì sao hãy kể cho mình nghe nhé bây giờ xin chào và hẹn gặp lại